đã nứt lên. Đó, đẹp chưa? Này, sao nó xong với mẹ bỏ vô đây này. Cái này là nhanh chín. Chín nước mắm tỏi ớt rất là ngon, chưa ngọt. Mấy trái su này nay nó cũng cũ rồi. Dạ, để lâu nó cũng già mẹ. Nay trên 10 bữa rồi. Có cũ chắc là già quá. Còn okay. Hết thì ăn cho hết. Để hư. Bộ á. Dạ. Đây con bỏ ra miếng vô cho. Ủa mấy cái vụ hẹ của mẹ tốt mình nè mẹ. Dạ. Xanh rồi nè, hôm bữa héo quá chừng luôn à. Gần cả ký à. Cái này chắc sơ hùng. Nó kho nó không ăn mấy chi ăn à. Dạ. Mẹ tính chiều nãy kho đó chứ. Dạ. Cá này gì cũng dễ ăn nè, ít cá xương. Cá xương. Dạ. Cũng ngọt thật. Dạ. Chắc cũng lâu chín. Đồ đạc bỏ mình mong quá. Đồ đạc chưa, anh đi chưa dọn. Rồi chiều gió mát quá mẹ. Mà cây quế này cũng đủ xài. Dạ. Nó mọc trên chậu tốt quá à. Chắc vậy nó ra khác. Dạ. Đây nè con mở cửa đi vô đi. Nó mới con mở cửa. Khóa rồi vậy. Đây cũng khóa. Sắp chín rồi mà. Ừ. Dạ, mà giờ mình kia mình để rồi. Mình dớt thôi thôi. Ngon quá nè. Mình là chiều nay sinh hùng ăn ngon mặn nha. Có cái chiên quá. Bữa cơm chiều xong rồi nha mẹ. Chiều nay ăn rau luộc nè, 6 loại rau luôn. Sinh hồng nguyên một khứa luôn. Ủa sao sinh hồng đâu nhiều quá vậy? Sao sướng vậy? Nguyên một khứa luôn hả? Nội cho nguyên cái đuôi luôn cả. Đây, nguyên cái đuôi bự chà bá luôn. Cá gì mà bự chà bá với này? Cá điều hồng. Ủa, không phải cá phi hả mẹ? Này con, cá điều hồng nè. Giống cá phi quá ha. Ừ. Cá điều hồng. Con nhìn con không biết cá nào, cá nào. Cá bự quá chừng luôn nè. Nhân cơm không? Dạ. Cá điều hồng gì mà bự chà bá ngon quá chừng luôn à. Tôi nước mắm này thèm ốc thèm yêu quá. Ê, rồi khô bún chưa? Dạ. Khô bún nè. Ủa? Dạ, khô bún là chưa dạ. Làm. Trưa. Trưa ăn món gì mà? Trưa canh chua, tôm sữa đũa. Khô khô bún. Ba. Vậy sao? Em hồi trưa có bẩn hết rồi. Con bẩn còn trong đĩa không ạ? Ừ. Sườn quá sao mà ăn được hả sao? Dạ, lấy góc giữa rồi mẹ. Con tự là xương đi. Sợ chai, sợ chai. Nó cay rồi, con cay được à. Sao không bữa nay ở nhà làm gì sao không? Dạ. Bữa nay con ở nhà ăn làm gì? Có phụ nội, phụ mẹ gì không? Cá ngon quá ha. Dạ. Cá này xưa mắc tiền mà giờ sao rẻ quá chừng hả mà. Giờ sao rẻ quá. Ừ. Giờ chắc tại nuôi nhiều hả? Chắc vậy quá. Dạ. Rồi đó người ta đây đám cưới giờ người ta đâu có đãi nữa đâu. Sao không uống nhiều nước, sao không cơm sao không? Đúng rồi, bụng cơm. Ừ. Ăn được ngon không? Sáng giờ có qua chị ba chơi không sao không? Dạ, có làm. Bên đây nhà má hai sẽ đóng cửa bích dịch Hà Nội. Ê, con thấy mấy ông thợ có mạnh hơn, nó có mà sao đóng dịch là gà cái nhắc nè. Nó hay không cho qua hả sao không? Không có. Đuổi nó mãi là mưa vậy á. Là mưa. Ừ. Mưa ăn như đóng cửa. Rồi mẹ qua mẹ mở nó đi chơi. Nó ruộng không? Tao ăn thử một miếng rau mà. Tao ăn đâu vậy? Mùa này rau nó bị chai. Muối. Muối hả? Không quen của con nào ăn con muối. Ừ, cái ngọn á. Cái ngọn.
rau muống dễ ăn á, sao hoàng đi nó không có bị chắc cay, không bị đắng. Chấm nấm chấm. Cậu chăm sóc thì hồn quá à. Tự giấm đi con. Cậu chăm sóc cho con bởi vậy con mới chỉ con chơi game á. Về mốt cậu đi lấy vợ rồi ai chăm sóc con nữa. Tự làm. Vậy giờ tự làm đi. Ăn con cậu ngày nào thì làm ngày nào mừng ngày đó hả? Ngon quá. Thành canh. Canh chua lạc, canh chua chay á. Ăn mắm ruốc ngon lắm. Canh chua rau muống. Dạ. Yeah. Canh chua không á. Hồi xưa hay ăn gì? Hồi xưa nhà mình lúc nào cũng có hũ mắm to đùng phải không? Ăn quanh năm suốt tháng luôn. Ăn cá thì nè, cá nhiều mà ăn. Phải đó ai cũng ấm nhôm ha. Đếm thôi nhiều lắm. Hồi đó mẹ nhiêu kiếu không? Có bớt 1 bạc đi. Ốm như vậy. À, mà chưa có chồng năm 2. Cái chừng có chồng có con rồi cái còn 43 tuổi. Mất 9 kg. Mất dữ hơn mẹ. Tới chừng sau này á mẹ mới lên lại. Mặt cua. Ngày xưa nhiều cá. Ngày xưa nhiều cá thèm quá. Nay trẻ thì thèm quá. Hôm nay không có nói bắt cua. Ở đây thì nói là bắt con cua đồng. Còn xin thằng Phong cái nó bắt con cua mẹ cái ngồi nghiệm. Sợ bắt con cua biển. Ở ngoài đó mà đâu có con cua. Dạ. Nhớ ở lại. Ở đây hồi xưa không có ăn cua đồng em. Dạ. Tại vì... ở đây là nói phải bắt con cua đồng. Dạ. Tại vì con cua đồng á, vỏ nó rất là dày, mà nó không ngon. Nên ít ai ăn. Sau này thì mình mới nấu bún riêng mình mới đậm ăn. Mới mấy năm rồi xin nhớ không mẹ đi bắt về nguyên thùng thùng. Dạ. Ngon quá vậy. Tại vì trong đây cá tôm rất là nhiều. Còn cái mà cua á, thì mình ăn mấy con còng á là mềm nè, phải nhỏ. Cái rạm. Anh tưởng đâu con còng với con cua giống nhau. Hả? Dòng họ nó thôi. Còn con cua là con cua biển bự vậy nè. Em chưa thấy con còng. Đây là mỗi lần em đang bắt cua anh với mẹ cũng lộn. Vậy em có bắt cua gì ta? Chưa quá chừng là cua đồng á. Chưa hả con? Con cua là ta liên tưởng đến con cua bự á. Cua bự. Bây giờ ăn quá trời, khỏi nấu. Cơm nếp để bữa nào chia sẻ bà con mình sao ha. Chứ định tối nay là nấu cơm nếp. Nay đầu mùa mưa mà chưa đi bắt cá lên không? Sớm nay Phong đầu mùa mưa chưa đi bắt cá lên. Chưa có mưa lớn. Bắt cá lên là khi nào mưa lớn á, nó mới lên ruộng, nó chứ nó đâu khu đó lên mà bắt không cạn. Không lắc. Nước ở ngoài có nước mới lên. Dạ. Nước nước á. Không. À, nó cái chum đựng nước. Nó là đặt nhiều thứ á. Nhiều tên không? Mấy người trong rừng nó xài cái lưu, cái hũ, cái sạp, cái chình. Ăn nhiều không sao không? Dạ. Ăn được mấy chén? Chấm gừng. Ăn cá đi không? Dạ. Nhiều quá. Dưa. Dưa cá này không có lấy. Cá nhiều lắm không Phong? À, bữa nay thì không có nấu xôi ha, hẹn dịp khác. À, xôi với cơm nếp. À, cảm ơn sư Hồng.